Ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có hơn 11.000 đảng viên ở 184 điểm cầu tham gia học tập. Trong thời gian 1,5 ngày, hội nghị được nghe các đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi những điểm mới của các nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết trung ương 8 khóa 13, trên cơ sở đó các cấp ủy, tổ chức đảng các ban, bộ ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết trung ương 8 khóa 13 ở địa phương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong ngày 5 tháng 12, Đảng ủy tập đoàn giao các đồng chí ủy viên ban thường vụ Đảng ủy chủ trì tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 tại các đơn vị.